Bác sĩ Trương Hữu Khanh Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra hai hiểu lầm khi lựa chọn men vi sinh của ba mẹ. Một Men vi sinh càng nhiều chủng càng tốt Tôi Có một số quý vị á, chúng ta cho là cái việc mà lựa chọn men vi sinh cho con trẻ thì càng nhiều chủng lợi khuẩn càng tốt. À, lo là nghe nhiều người nói là nếu một chủng mà đã tốt thì thôi thêm nhiều chủng nữa đi. Vậy là nó càng tốt hơn. Vậy quan niệm của bác sĩ thì sao ạ? Không phải. Trong cái đường ruột của mình á, cái con không tốt nó sống chung với con tốt à, à dạ. nếu mình thấy cái con không tốt mình bỏ thêm vô rồi cái con không tốt nó nhiều hơn cái con tốt sao là nó không cân đúng bằng. không nó không cân bằng à. cái chính là mình chỉ bổ sung cái gì tốt thôi a à, cái nó cần thôi cái thứ hai là không phải tự nhiên mà người ta làm ra được một cái loại như nó như thế này nè nhiều không có nghĩa là tao cố tình bỏ nhiều đâu cũng có thể là tách ra không được tách ra không được tách à? ra không được tại con này mình ta biết cũng không có lợi nhưng mình tách ra không được tách ra không đúng một cái dòng như vậy thì làm sao mà nó thành ra một con được cho nên có khả năng là người ta nghĩ cái con nó tốt hay là thêm bao nhiêu bao nhiêu nhưng mà không có nghĩa là nhiều là tốt dạ. tại vì cái con đó là phải cái con có lợi mà đặc biệt là được chứng minh bởi bởi khoa học theo thời gian à, như lúc đầu tôi nói á, mình cứ <laughs> lắc tô bacillus lắc tô bacillus không chịu coi khúc sao lắc bacillus nó đâu có đủ Yeah. À, thành ra cái con nào thật sự có lợi người ta chứng minh đó, thì mình hãy chọn chứ còn mình thấy nhiều là tốt không phải men vi sinh nó không phải là nhiều là tốt hai bổ sung men vi sinh liều lượng càng lớn càng tốt bác sĩ có phải là liều càng lớn thì càng tốt hay không và mỗi một chủng lợi khuẩn thì có cái sự khuyến nghị về cái liều lượng riêng hay không ạ à thông thường á thì à, người ta phải nghiên cứu người ta biết được cái à, liều lượng nó là bao nhiêu á à, thì à, cái liều đó thì mình phải dựa vô cái nghiên cứu khoa học bởi vì chúng ta không mình mình, mình bỏ vô nhiều thì nó dư ha mình bỏ vô ít thì nó không đủ và không thể tự nhiên muốn bỏ nhiều bỏ nó phải có nghiên cứu là cái giới hạn cái liều làm sao đảm bảo nó có tác dụng mà nó không có hại để đương nhiên nhiều thì nó phí nhiều thì nó tốn đó cho nên người ta nghiên cứu rất là rõ ha thì thành ra mình dựa theo cái khuyến cáo của những cái nghiên cứu đó thì theo tôi được biết thì có những cái chủng người ta chỉ cần cái giai đoạn của nó là khoảng chừng 100 triệu đổ lại thôi nhưng mà có những cái loại là phải vài tỷ thì đó phải mình phải biết định được là cái nhà sản xuất đó người ta nghiên cứu như thế nào nồng độ bao nhiêu